Xin chào các bạn nha, hiện là đang cho các bạn coi đây là ca mụn thâm đây các bạn. Thì cái ca này tuy cái bì da ít nhưng mà cái mụn thâm của nó sâu bên trong rất là nhiều các bạn. Các bạn nhìn đây là toàn bộ bề mặt thâm này. Và đây là sau khi điều trị tại La nha các bạn. Thì hiện tại bạn này sẽ có những cái nốt rỗ là do là trước đây lấy mụn thôi. Còn lại là cái vấn đề thâm thì nó mờ 70% luôn rồi các bạn. Các bạn nhìn, vùng trán này. Vì vùng trán là cái bì da nó nhiều thì các bạn thấy vùng trán là nó sẽ, cái thâm nó sẽ mờ nhiều hơn nha các bạn. Đây, các bạn nhìn nè. Đây. Đó, đây là cái ca mụn các bạn thấy không? Thâm trong cái bì da rất là nhiều và toàn bộ bề mặt hai bên má này. Đây, đây là một cái vạt mà nó nhiều thâm nhất rồi các bạn. Và đây là sau khi bạn này điều trị xong tại La. Đó, các bạn nhìn, da hoàn toàn sáng lên, sạch cái bề thâm đi và mụn cũng sạch cái bề mụn này. Đây các bạn nhìn, đây là cái bề thâm hai bên cái bề má này, các bạn nhìn thâm. Thâm này rất là sâu và các bạn nhìn những cái nốt mụn này, các bạn thấy rõ những cái nốt mụn nha. Đó, và đây là toàn cái bề mặt. Đây, các bạn thấy rõ được sự khác biệt ở vùng trán, hai vùng má như thế nào. Thì hiện tại những bạn đang bị bất cứ tình trạng nào, các bạn có thể inbox cho La nha. Đây, kể cả cái phương pháp và cái cách thức điều trị, các bạn cứ qua soi khám miễn phí nha. Đây, các bạn nhìn này, đó, đối với mụn thâm này các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.